tuyệt đối không được đến gần những người có tướng này, tránh hậu họa diệt thân. Hoan hỉ chào đón quý anh chị đã đến với chương trình Nhân Tướng Học của Phong Thủy May Mắn, trực thuộc công ty kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Thưa quý vị, theo quan niệm của nhân tướng học, thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể đoán biết được nhiều điều về vận số con người. Theo những ghi nhận từng nhân tướng học, con người chúng ta có những nét tướng được cho là xấu và khiến vận mệnh của người đó sẽ luôn gặp phải khó khăn trắc trở. Xin mời quý anh chị theo dõi. Thứ nhất, mắt vô hồn. Bạn có thể hiểu rằng đây là một đôi mắt không được tinh nhanh, luôn trong trạng thái như là đang buồn ngủ. Nó tạo ra một khuôn mặt luôn trong trạng thái mơ màng, mắt không mở to được và không có sức sống. Trong công việc, họ cũng không phải là người nhạy bén và thiếu sự tập trung. Do vậy, những người sở hữu tướng này thường khá an phận thủ thường, không có nhiều ý chí phấn đấu và tỏ ra bàng quan với mọi chuyện xung quanh. Tương lai khó tạo ra được nhiều đột phá. Người có ánh mắt láo liên. Trái với những người có ánh mắt vô hồn, những người có ánh mắt láo liên, mắt là mải liếm, là dấu hiệu về sự thiếu chân thật, tâm thần bất định, mang đến cảm giác như là đang lo sợ điều gì đó. Điều này khiến cho người xung quanh luôn có cảm giác thiếu tin tưởng để có thể hợp tác cùng bạn. Về bản thân bạn, cũng vì luôn mải nhìn trước ngó sau nên bạn không tìm được mục đích chính để mình có thể theo đuổi, phấn đấu trong cuộc sống. Chân mày thưa. Người sở hữu đuôi lông mày thưa thường đã mang sẵn theo mình vận số hao tiền tốn của. Trong cuộc đời, họ sẽ không ít lần trải qua cảnh ngộ kiếm được tiền nhưng rồi chúng lần lượt ra đi mà không thể cứu vãn. Ngoài ra, đây cũng là dấu hiệu cho thấy tâm trí của người đó thường trong trạng thái bất an và khi tâm không vững cũng là lúc đưa ra những quyết định sai lầm khiến họ bị tán của. Mũi hắt, dân ta còn gọi với cái tên là mũi hứng nước mưa. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn là một người tiêu xài hoang phí, vùng tay quá chán vào những thứ vô bổ. Do đó, không nên để cho những người có tướng mạo này lĩnh trọng trách làm thần giữ của trong nhà, vì với họ có bao nhiêu rồi cũng tiêu tốn hết. Càng về già, các bạn sẽ càng thấy rõ điều này khi cảm nhận được rõ nét hơn sự chênh lệch giữa quá khứ tiêu xài và hiện tại cơ hàn. Vậy nên, hãy biết kiếm tiền trong tiêu pha là điều rất cần thiết, đặc biệt là với những người có tướng mạo này. Mũi tẹt khá giống với những người có tướng mũi hách. Tướng mũi tẹt không có sống mũi, là những người không biết kiềm chế những ham muốn bản thân, dễ sa vào tiêu xài quá độ. Thêm nữa, họ cũng dễ nảy sinh lòng tham vô độ, khiến cho tinh thần luôn bị căng thẳng, bất ổn, luôn suy nghĩ về mục tiêu của mình mà phát bệnh. Nhưng đôi khi, họ cũng rất tin người và dễ trở thành nạn nhân trong những vụ lừa đảo. Về cơ bản, tướng mạo này cũng khiến cho tiền của trong nhà dễ dàng bị tiêu hao. Tướng mũi vẹo. Tướng mạo này thường xuất hiện ở những người có tâm bất chính, dễ phạm phải chuyện sai trái. Bởi vậy, ngoài những vấn đề khiến bạn đau đầu do vận số vốn đã không tốt, đôi khi chính bạn sẽ có những hành vi rước họa vào thân. Ấn đường hẹp. Tướng mạo này thường cho thấy bạn là người có tính hẹp hòi, ích kỷ, chỉ biết thu vén cho bản thân mà không quan tâm tới những người xung quanh. Chính vì thế mà tính cách này họ thường gặp phải những rắc rối, thị phi từ xung quanh. Với những người có tham vọng trong công danh sự nghiệp, họ có thể làm mọi thứ để có thể đạt được mục tiêu của mình. Nhưng với tính cách vốn có, thành công, dù có được cũng không thể để lâu. Cầm thu vào trong. Những người có cằm nhỏ và có xu hướng căng vào phía trong thường đã mang sẵn số vất vả, không được hưởng thụ. Dù làm có ra tiền nhưng cũng không có cơ hội để hưởng thụ thành quả của bản thân. Tiền bạc luôn là nỗi khổ tâm đối với họ, giống như một sự vô duyên khó giải thích. Miệng nhỏ, môi mỏng. Cha ông đã dạy, những kẻ tiểu nhân thường có môi mỏng, đúng như là các cụ xưa kia hãy nói, môi mỏng hay hớt. Chuyện gì cũng qua lời nói của kẻ này cũng biến tướng xa rời sự thật, tam sào thất bản. Do đó tốt nhất nếu phải tiếp xúc với loại người như vậy thì có bí mật gì chớ kể cho họ, đừng bao giờ hy vọng họ sẽ giữ mồm giữ miệng cho mình. Mối nghiêng nhân trung lệch. Đây là những người vô cùng đa nghi, tâm tư không thuần, họ thường dùng to mồm để áp chế và thắng lý lẽ.
đặc biệt trong chuyện tình cảm, thường là người bạc bẽo, vong ơn, không nên tin tưởng. Ấn đường khít hẹp, nhân trung ngắn. Những người mà có ấn đường hẹp, nhân trung ngắn là người lòng dạ hẹp hòi, luôn thích ngấm ngầm phá hoại người khác. Người này mọi chuyện đều quá mức thận trọng, nhìn nhận vấn đề hạn hẹp hay nghi kỵ, không có chính kiến, không tin tưởng bản thân, không thích hợp để làm việc nhóm. Họ khó có thể sinh tồn khi ở trong nhóm có nhiều người. Những người thân cũng nên hạn chế gần gũi. Đầu tiên đó là loại người bất hiếu, không tôn trọng cha, không kính trọng mẹ, thậm chí xúc phạm và ngược đãi cha mẹ. Đây là loại người đầu tiên được ví như là động vật. Bạn nên nhớ, nếu đến cha mẹ mình mà họ còn đối xử không tử tế, thì với một người như bạn, họ cũng sẽ không coi ra gì, thậm chí còn có thể hại bạn. Nếu bạn có quen thì hãy tránh xa càng tốt, chỉ biết lợi cho mình. Những người mà khi họ vay được tiền từ bạn, họ hận, không thể quỳ xuống vỗ ngực bày tỏ lòng biết ơn và hứa sẽ trả tiền bạn đúng hạn. Nhưng tới khi đến hạn trả lại tiền, họ sẽ trốn tránh bằng nhiều lý do, thậm chí là tắt hết mọi phương thức liên lạc và bỏ trốn. Nếu bạn đã gặp phải một lần thì xin hãy tuyệt giao luôn. Người không biết cách tôn trọng người khác. Những người như vậy luôn tự cho mình là trung tâm, thường họ đã từng xây dựng hạnh phúc của mình trên sự đau khổ của người khác, làm hại mọi người vì lợi ích của họ, luôn khoe khoang thành tích của mình trước những kẻ yếu. Những người này thường ví như sâu bệnh hại người, có thể gây tiêm nhiễm những suy nghĩ không lành mạnh sang cho người khác, nên bạn cũng cần phải tránh xa họ. Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, Phong thủy may mắn sẽ giúp anh chị điểm mặt 5 trong số 12 con giáp dễ gặp phải những người có những đặc tính nhất. Quý anh chị đừng rời màn hình nhé! Đầu tiên đó là tuổi Sửu. Đứng đầu trong danh sách này là những người tuổi Sửu chân thành, điềm đạm là tính cách nổi bật của người tuổi Sửu. Bên cạnh đó, con giáp này cũng dễ tin người khác, đặc biệt là khi đã hứa hẹn điều gì. Với họ, lời hứa rất thiêng liêng và vô cùng quan trọng. Một khi đã hứa với ai điều gì, chắc chắn họ sẽ thực hiện bằng được. Ngược lại, khi mà nhận được lời hứa của ai đó, người tuổi Sửu sẽ tin tưởng tuyệt đối, không chút hoài nghi, ngay cả khi mới quen thân. Phong thủy may mắn thấy rằng sự tự tin, ngây thơ khiến họ phải trải qua không ít lần bị lừa gạt cả tiền bạc lẫn tình cảm. Tuổi Sửu năm nay cùng với thái tuế tương hợp lại được nhất bạch tài tinh là cát tinh thuộc quan tài tinh bảo hộ, là một sao tượng trưng cho sự giàu có, quyền vị, danh tiếng, văn võ song toàn, tài hỷ song vượng, thông tuệ văn học. Sao này trong vận 8 vận 9 của hạ nguyên đang là sao đương vận nên càng cát lành hơn. Vì có rất nhiều sự giúp đỡ như vậy nên tuổi Sửu năm nay về phương diện tài vận sẽ có thu hoạch không nhỏ. Đây là một năm có tài vận ổn định, làm càng nhiều càng được nhiều. Nếu mệnh chủ chịu khó bỏ ra công sức thì chắc chắn sẽ thu lại được thành quả ngoài mong đợi của mình. Tài vận khá nhưng hãy cẩn thận kẻo bị người khác lừa dối, một chút bất cẩn cũng sẽ dẫn đến phá sản, kẻ xấu dẫm đạp, đầu tư thua lỗ. Nhưng bên cạnh đó, mệnh chủ sẽ cần phải chú ý vì có sát tinh thiên không ảnh hưởng trong vấn đề giấy tờ, điều khoản, chứng từ, chứng chỉ, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Với những mệnh chủ tuổi Sửu trong năm 2020 canh tí này, cần sử dụng vật phẩm vòng tam hợp tỷ dậu Sửu là trang sức hộ thân, đeo tay, giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát cho mệnh chủ. Bên cạnh đó, tuổi Sửu cũng gần như là không có quan niệm rõ ràng về quản lý tài chính. Con giáp này tiêu tiền theo hướng một cách tùy tiện, cộng thêm với tâm địa lương thiện. Khi thấy bạn bè gặp khó khăn, người tuổi Sửu sẵn sàng vác tù và hàng tộc, ra tay giúp đỡ người đó một cách nhiệt tình. Hơn thế, khi nghe được lời hứa đường mật từ người mượn tiền, con giáp này chắc chắn có vay, có trả, liền tin tưởng và không chút hoài nghi. Bởi vậy, con giáp này dễ bị lừa tiền đến vậy. Tuy nhiên thì thực tế lại vỗ vàng, đến khi mọi thứ không cánh mà bay thì người tuổi Sửu mới vỡ òa trong tiếc nuối. Tuổi Mùi, tâm hồn người tuổi Mùi thì hoàn toàn trong sáng, giản đơn và vô cùng lương thiện. Xem tử vi năm 2020 cho thấy rằng, dù cuộc sống có biết bao trở ngại, gian khổ, họ vẫn nhìn đời bằng ánh mắt lạc quan, đơn giản hóa mọi vấn đề. Thậm chí, bản thân họ đã trải qua không ít tình huống bi thảm, sở khóc giờ cười nhưng vẫn lạc quan tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. Con giáp này rất tốt với mọi người xung quanh, với mong muốn ai ai cũng có được cuộc sống bình yên, đầm ấm trong tình người. Lòng tốt của họ phần lớn đều được đền đáp xứng đáng.
Tuy nhiên, cũng có trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng để lừa gạt tình cảm và tiền bạc. Khuyên mệnh chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo vòng cổ bát bảo tâm kinh để hóa giải hung thần, bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, chiêu vận quý nhân, kích tài là phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Tuổi Tý. Nhìn chung, cuộc sống của người tuổi này không được ổn định về mặt tài chính cho lắm vì không có khiếu quản lý tài sản của mình nên bỏ lỡ quá nhiều cơ hội làm giàu. Đặc biệt trong trường hợp uống rượu bia say bí tỉ, chỉ số bị mắc lưới lừa gạt của tuổi Tý là rất cao. Gia chủ tuổi Tý tọa thái tuế nên tài vận giảm đi, cần phải lấy sự yên ổn làm đầu. Năm nay là năm bản mệnh của tuổi Tý, hay trong dân gian còn gọi là năm tuổi. Các cụ nhà ta thường có câu thái tuế đương đầu tọa, vô tai giã hữu tọa. Ý chủ về hung họa của năm tuổi chắc chắn trong năm sẽ có tai họa lớn xảy ra. Tý dư thủy lại gặp tính thủy của thái tuế khiến cho thủy vượng nửa đầu năm, khiến cho nhiều mặt cuộc sống trở nên cực đoan thái quá. Ví dụ, về mặt giao tiếp xã hội, người tuổi Tý dễ trở nên tự tin kiêu ngạo hoặc tự ti, dễ có quyết định bồng bột. Về vấn đề sức khỏe, các gia chủ cũng sẽ cần đặc biệt chú ý đến các bệnh về thận. Vì vậy, trong năm nay, người tuổi Tý luôn phải giữ được cái tâm bình hòa, dĩ hòa vi quý, tránh những xung đột không đáng có. Nếu như có xung đột hay tranh chấp, cần nhanh chóng giải quyết ổn thỏa, tránh hao tâm phí tài, tổn tài vô cớ. Thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt có lời khuyên đối với các gia chủ tuổi Tý trong năm nay, đó là hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế năm 2020 để hóa giải thái tuế, để hóa giải hạn thái tuế, chiêu mời các tinh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Về tài vận năm nay, tuổi Tý hạn chế đầu tư cho vay hoặc hợp tác làm ăn để tránh hao tài. Phương diện tình cảm, vì tỷ kiếp và thần sát thiên về sự tranh đoạt nên trong tình cảm cũng như là hôn nhân, người tuổi Tý cần giữ được lý trí sáng suốt để tránh xảy ra mâu thuẫn. Về sức khỏe, tuổi Tý năm nay dễ gặp tai nạn ngoài ý muốn nên tránh tham gia những hoạt động mạo hiểm hoặc có độ rủi ro cao. Đặc biệt khi mà tham gia giao thông, cần vô cùng cẩn thận tránh hại mình hại người, tiền mất tật mang. Tóm lại, mệnh chủ tuổi Tý năm nay tọa thái tuế nên cần ưu tiên giữ ổn định, lùi một bước để tiến hai bước. Khi gặp khó khăn, cần bình tĩnh xử lý mọi việc, lắng nghe ý kiến của người khác, tránh hành động sốc nổi, không được xử lý bừa bãi. Khuyên người tuổi Tý năm nay đeo vòng minh quang pháp bảo và vòng tam hợp quý nhân gỗ thiết long, thân Tý Thìn, có tác dụng bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Người tuổi Mão. Theo tử vi trọn đời của tuổi Mão thì suy nghĩ của con giáp này khá đơn giản, thế giới trong mắt họ rất tốt đẹp, không có nhiều âm mưu, người hãm hại người. Vì lẽ đó mà người tuổi Mão thường giữ mối quan hệ tốt với rất nhiều người, một khi đã quen biết với ai, con giáp này thường tin vào người đó vô điều kiện, chẳng có chút đề phòng chuyện xấu xảy đến nào cả. Tính cách đơn giản, chân thật của người tuổi Mão khiến con giáp này được rất nhiều người yêu mến, trên đời này không hề thiếu những kẻ xấu xa lừa gạt. Vì thế, tuổi Mão dễ tin người nên rất dễ nổi lên ý định lợi dụng mà không sợ họ trả thù. Dù sao thì với tính cách đơn giản, tốt bụng, bản chất hiền lành của mình, họ cũng chẳng bao giờ đoán được mình bị lợi dụng. Mà đến khi biết mình bị lợi dụng rồi, con giáp này sẽ chỉ mỉm cười cho qua, chứ chẳng so đo tính toán nhiều hơn. Mệnh chủ tuổi Mão trong năm nay 2020 cần phải chú ý rất nhiều về con đường tình duyên của mình, nhất là với những người còn độc thân. Những mệnh chủ tuổi Mão đã yên bề gia thất do bị ảnh hưởng của hình thái tuế kết hợp với đào hoa tinh dẫn tới đào hoa sát, tình cảm vợ chồng lục đục không hòa hợp, cần phải tránh những mối quan hệ ngoài luồng không chính đáng, nhẹ thì làm rạn nứt tình cảm vợ chồng, nặng thì sẽ chia ly tình cảm. Hoặc vốn dĩ muốn tốt cho đối phương nhưng do cách nói chuyện làm cho đối phương hiểu nhầm. Khi hai bên giao tiếp, cần giữ được bình tĩnh, cố gắng giữ hòa khí, giải quyết triệt để vấn đề. Nếu như muốn ổn định hơn, mệnh chủ cần mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi và bát bảo tâm kinh. Hai vật thần may mắn kết hợp có thể tăng cường khí vận cho mệnh chủ, tăng cường hòa hợp nhân duyên. Người tuổi Ngọ thì khá chăm chỉ kiếm tiền, rất ít khi gặp phải khó khăn về tiền bạc. Tuy nhiên thì vì hay giúp đỡ người khác, lại vốn tính thật thà, nên tuổi này cũng rất dễ bị kẻ xấu lừa gạt. Người tuổi này có khá nhiều thăng trầm trong cuộc sống, thành công cũng nhiều mà thất bại cũng không ít. Có thể kiếm được khoản tiền khổng lồ nhanh chóng nhưng cũng có thể rơi vào tình trạng phá sản bất cứ lúc nào bởi tính cách hay thay đổi của mình. Tuổi Ngọ hết sức lưu ý đến vấn đề ổn định cuộc sống, né tránh tình trạng không một xu dính túi, những lúc cần thiết thì bị người khác lừa gạt. Tuổi Ngọ là con giáp năng nổ lương thiện nhất trong số 12 con giáp.
Họ luôn hy vọng rằng ai cũng sẽ gặp được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Những người này thì cảm thấy chỉ cần mọi người xung quanh mình vui vẻ thì cũng đã rất vui vẻ rồi. Tuy rằng người tuổi ngọ đối xử với mọi người rất tốt, thế nhưng chẳng phải ai cũng đối xử chân thành với con giáp này. Nếu có kẻ ý đồ xấu xuất hiện, muốn giả vờ mình cần sự giúp đỡ thì người tuổi ngọ tin tưởng ngay mà chẳng hề suy tính. Có lẽ vì đó mà họ dễ bị lợi dụng và mắc bẫy của những kẻ xấu bụng. Cùng với đó, năm 2020 là một năm xấu đối với tuổi ngọ, công danh, công việc có nhiều trở ngại, mắc phải kiện tụng, đại hao tinh nhập mệnh, ý nói hao tốn tiền bạc của cải, phá sản cơ nghiệp. Nhị hắc hay còn gọi tên khác là bệnh phù, cùng với thiên khốc nhập mệnh đem lại cho tuổi ngọ bệnh tật tai ương, cơ thể yếu ớt, người đàn ông trong nhà dễ có tin xấu. Do đó trong năm nay, việc mất tiền, xung đột gia đình, bệnh tật tai nạn và những chuyện lớn nhỏ khác sẽ xoay quanh tuổi ngọ. Mệnh chủ cần hóa giải bằng cách sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam hợp dần ngọ tuất để gặp hung hóa cát, mang lại bình an, may mắn, cát lành cho mệnh chủ sử dụng. Người tuổi tuất, xem tử vi 12 con giáp của tuổi tuất cởi mở vui vẻ và là những người hướng ngoại nên thường kết bạn được với rất nhiều người. Tuy nhiên thì con giáp này lại không có một cái nhìn sắc sảo giúp họ nhận ra ai là người tốt kẻ xấu. Người tuổi tuất cho rằng bất cứ ai kết bạn với mình cũng đều là người tốt. Thậm chí khi đó, ai cảnh báo cho con giáp này rằng bên cạnh họ có người không tốt, những người này cũng thường không tin và lên tiếng bảo vệ người kia. Cũng chính vì sự tin tưởng người khác vô điều kiện ấy mà người tuổi tuất thường rất dễ bị lừa gạt. Có lẽ để tránh rơi vào tình trạng trên, họ nên đánh giá cẩn thận một người trước khi kết bạn, chẳng phải ai cũng tốt đẹp như vẻ ngoài. Bạn có nằm trong số những con giáp này hay không? Nếu không thì hãy cùng like, đăng ký kênh để theo dõi các chương trình tiếp theo xem có mặt con giáp của tuổi mình hay không nhé. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.